Và cũng xin giới thiệu, đây là tác phẩm do nhạc sĩ, thầy giáo Nguyễn Thiện Trúc sáng tác năm 2004. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng đó tiết mục đầu tiên của đêm hôm nay. Tiết mục chuẩn bị múa Em Dắt Trâu Ra Đồng của lớp 1A. Chưa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.